Chào anh với em nha. Thì em tên là Sinh, thì hôm nay em có về con đồng hồ để bàn hàng mạng nha anh với em. Đó, thì con này đặc biệt đó, nó còn nguyên hộp nha anh với em. Con này là hàng mạng về nha anh với em, còn nguyên hộp. Này, hộp nhìn cũng rất là sang nha anh với em, qua văn nhìn rất là sang. Thì con này là con Citizen nha anh với em. Đó, hình thức nó còn rất là mới luôn. Thì con này nó có giá trị sưu tầm nha anh chị em. Thì nói chung là hàng đã qua sử dụng thì lâu lâu cũng có một cái con này nó là còn thằng nguyên hộp này, nó cũng có giá trị sưu tầm rất là cao nha anh chị em. Nhiều khi có nhiều anh chị em mua là không có quan trọng về giá cả, nhưng mà hình thức, tức là nó còn nguyên si từ lúc sản xuất thì có giá trị, anh chị em thích sưu tầm. Anh xin mở cái hộp cho anh em xem. Thấy không? Này còn nguyên xi nữa. Còn đây là còn cái nhãn sử dụng của nhà sản xuất này. Này là Citizen nhanh nha. Này gỡ cái hộp ra là còn cái mùi gỗ rất là thơm luôn nha em. Cái mùi gỗ đặc trưng của những cái dòng đồng hồ Nhật á, nó rất là thơm. Nó thơm mà nó kiểu nó giữ cái mùi á, nó phát 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 phát. Rất là có giá trị. Này. Thì em xin lấy cái hộp xuống này. Này em xin giới thiệu cái đồng hồ cho anh em xem. Đó, tức là còn cái hộp nha anh em. Cái hộp màu hoa văn rất là sang. Thì anh thấy cái con này nó nhìn rất là sang trọng nha anh em, gỗ là gỗ thịt, còn rất là mới luôn. Đây. Có những cái chi tiết như là đồng vậy nha anh em, rất có giá trị nha anh em. Đây là cái chuông nha anh em. Thì cái máy này là nó có hẹn giờ nha anh em, nó có chức năng hẹn giờ là báo giờ đó. Xin lỗi, nó không có báo giờ nhưng mà nó hẹn giờ. Đây, sử dụng một pin chuông nha anh em, lắp pin đi kiểm tra nha anh em. Máy là máy trên tester nha anh em, hình thức còn rất là mới luôn. Xin giới thiệu kích thước của nó cho anh chị em tham khảo, đó là ngang là 36, cao là 25, rộng ra là 13 nha anh chị em. Đây này, rộng ra là 13. Cái hình thức cái con này nó kiểu dáng nó nhìn rất là đặc biệt, kiểu như là cái tivi gì đó anh chị em. Đây nó có cái nút này nè, nút này công tắc là mình báo giờ nè, nó có cái kim báo giờ đây nè, tắt mở báo giờ nè. Nhìn như là một cái chiếc tivi đó, cái tivi nhìn nó rất là có gì đó nó cổ cổ. Mặt này mặt vàng, số chỉ số nổi là rất là giá trị nha anh em. Đây có viền vàng nữa nè, kim là kim kiểu như kim châu gì đó. Thì con này đất này còn rất là mới luôn. Mặt là mặt kính luôn nha anh em, gỗ là gỗ thịt mặt kính. Con này là thích hợp cho anh chị em là có sưu tầm nha anh chị em, có giá trị sưu tầm rất là cao. Nhìn từ xa nó kiểu dáng nó rất là đẹp, kiểu nó như là chiếc tivi vậy đó, nhỏ nhỏ nhìn rất là đẹp, nhìn nó bắt mắt lắm. Nhờ có cái mặt quay lên trên trước là màu vàng nè, đó nó vàng mà kiểu như nó xước nhìn rất có giá trị.
Thì cái con này cái chỗ mà cái chi tiết là cái nút ở sau nó hơi bị mòn nha anh chị em. Đó, cái nút đây nè, cái nút chỉnh vào với cái chỉnh báo kích nó hơi bị mòn. Mình chỉnh nó hơi là nói chung là anh chị em chỉnh quen tay thì sẽ bình thường thôi. Còn mới thì chỉnh nó hơi khó nhưng mà không ảnh hưởng gì nha anh chị em. Đó, anh trình báo anh chị em nắm. Tại vì nó cái chỗ cái nút nó có những cái găng nó bị mòn á. Nên là anh chị em chỉnh nó hơi lúc đầu thì hơi khó nhưng mà chỉnh quen tay thì nó sẽ bình thường này. Thì em xin test cái chuông báo thức cho anh chị em nghe xem không là nghe thử. Thì cái thước con này là ngang, anh Vinh nhớ là ngang 35, xin lỗi ngang 26, cao 35, chiều rộng ra là 13 nha anh chị. Thì em xin nhắc lại là thước là con này là còn rất là mới luôn, mặt kính phay vàng, màu vàng kim, cái chỉ số nổi màu vàng là rất là sang và có giá trị. Cái này là hàng mạng về anh chị em là còn nguyên hộp luôn. Đó. Thì sử dụng một pin dung, thì em xin giới thiệu anh chị em là con đồng hồ là Citizen, đồng hồ để bàn nha anh chị em. Kiểu dáng như là cái chiếc TV đó, nhìn rất là đẹp và sang. Có con này đó, có giá trị sưu tầm nha anh chị em. Xin cảm ơn, xin chào anh chị em theo dõi.